Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với chương trình Bước ngoặt cuộc đời trên sóng truyền hình An Viên. Thưa quý vị, khách mời đến với chương trình ngày hôm nay là một doanh nhân nổi tiếng, anh hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo về marketing. Xin được giới thiệu doanh nhân Tuấn Hà. A Di Đà Phật. Thì từ đấy bắt đầu mình về mình thấy rằng là hình như là Phật pháp là một cái gì đó mà cần phải nghiên cứu thật sâu vào. Tâm an vạn sự an. Thế cho nên là nếu mà chúng ta biết cách để làm cho tâm nó an thì có phải là tất cả mọi việc ở ngoài nó sẽ an không? Đó là một cái village mà nó gọi là Zen village, tức là một cái nơi mà để chúng ta có thể tĩnh lặng được. Nói tới Phật pháp thì gợi lại cho anh những cảm xúc, những điều gì, những trải nghiệm hay những kỷ niệm gì đáng nhớ? Rất là nhiều. Từ khi mà đến với Phật pháp ấy, thì toàn bộ những cái gọi là cách mà chúng ta sống, làm việc cũng như là đối nhân xử thế là khác hoàn toàn. Ngày xưa thì mình chưa đến thì mình bị lôi kéo bởi rất nhiều thứ. Anh gọi là lôi kéo ạ? Đúng là cuộc đời nó lôi kéo mà. Vâng. Chúng ta có thể thấy rằng là ví dụ như là chúng ta thức khuya dậy sớm, chúng ta làm, chúng ta không biết là chúng ta bị cái gì lôi kéo, đúng không? Vâng. Cũng có thể đâu đấy bảo là có thể là vì cần phải nuôi gia đình này. Vâng. Hay là có thể là cơm áo gạo tiền. Đúng rồi, cơm áo gạo tiền. Rồi cơm áo gạo tiền nó đủ rồi thì lại nghĩ đến cái chuyện mà những người khác họ phải sống tốt hơn. Ví dụ như là mình thấy nhân viên của mình chẳng hạn, hay là người nhà của mình cần phải có cái điều kiện sống tốt hơn. Rồi thì khi mà nhân viên người nhà cũng đã tốt rồi thì mình nhìn thấy xung quanh lại còn rất là nhiều bất ổn. Nào là hàng xóm láng giềng, xã hội, rồi chúng ta thấy rằng là thường doanh nhân thường là có những nỗi niềm là phải làm cái gì đấy. Nhưng mà gọi là lôi kéo, cái từ lôi kéo này cho Linh có một cái cảm giác như là nhiều khi mình cũng không thực sự mong muốn bị cuốn vào cái vòng xoáy đó, nhưng mà một cách tự nhiên đâm lao là phải theo lao. Nó không thoát được, tức là chúng ta cứ tưởng tượng này nhá. Chúng ta sáng chúng ta phải dậy sớm. Tại vì là bọn trẻ đi học. Đấy, rồi chúng ta phải dậy sớm để chúng ta làm cái việc gì đấy mà chúng ta thấy rằng là cái việc đấy bắt buộc phải làm trước 7 giờ sáng chẳng hạn. Nếu mà không làm thì nó không có hạnh phúc chẳng hạn thế. Vâng. Chúng ta phải làm. Rồi chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ không có thời gian nghỉ, chúng ta muốn là buổi trưa chúng ta cố gắng nghỉ ngủ 30 phút đi. Nhưng mà chúng ta cũng không có thời gian. Vâng, lại tranh thủ để làm việc này việc kia. Đấy, rồi khi tối về chúng ta muốn là về sớm đi, 4 giờ 5 giờ về rồi thì chúng ta đi ăn với con cái hoặc chúng ta nấu một bữa ăn với gia đình. Nhưng mà nó cứ phải 7 8 giờ tối. Đó, thì nó cứ khéo cái gì đấy, nó khéo đi. Và chúng ta muốn về thăm bố mẹ thì chúng ta cũng bảo thôi đợt này bận lắm, thôi thì xin phép là các cụ là cho con về không về đi. Cũng có những khoảng thời gian mà tĩnh lặng để mình tự đặt ra mình những câu hỏi. Có thể, ví dụ như chẳng hạn chúng ta được nghỉ một vài thời gian nào đó vào cái ngày lễ đi, thì chúng ta cũng có thể chọn đâu đấy một thời gian khoảng lặng. Vâng. Hoặc là đầu năm chúng ta đi chùa, có những khoảng lặng đấy chúng ta mới chợt nghĩ, ồ thế thì tại sao cái phút mà chúng ta nghỉ chúng ta lại cái hạnh phúc hơn, còn cái lúc mà chúng ta làm thì chúng ta lại không thấy hạnh phúc, đúng không ạ? Đấy, cho nên là những câu hỏi đấy nó liên tục nó đến. Và khi đó anh có cảm thấy mệt mỏi không? Thì đương nhiên rồi, mọi người đều biết rằng là doanh nhân ấy thì có khi lại còn stress nặng nhiều hơn là cả cái người làm công việc khác, hoặc là cũng có thể những công việc khác họ có stress khác. Vâng. Nhưng mà lúc nào mình cảm thấy chính mình là mình có những cái áp lực công việc, nhiều khi mình muốn buông tất đi, bỏ tất đi. Vâng. Đấy, và cái lúc nào mà bỏ được khoảng 1-2 ngày đấy thì mình thấy là thời gian đấy nó cũng đâu cần thiết phải có mình đâu, đúng không? Mình cứ trốn đi, chẳng hạn như là nhiều khi công việc đang đến thế là mình cứ trốn đi, mình không đến nữa đi. Người ta bảo phải làm thì mình không phải làm nữa. Thì một cái thời gian nào đó chúng ta thấy rằng là thì hôm sau nó cũng đâu vào đấy. Thế thỉnh thoảng chúng ta cứ phải suy nghĩ là liệu cái điều gì nó làm cho chúng ta phải làm như vậy. Thì bắt đầu chúng ta mới có thời gian để nghiên cứu, suy nghĩ, đi tìm kiếm câu trả lời. Vâng. Thì những câu trả lời nó dẫn dần đến Phật pháp. Đấy, rất hay thế. Vậy là đầu tiên là anh tiếp cận bằng công việc nghiên cứu. Đúng rồi. Vâng. Những cái điều anh nghiên cứu đầu tiên nó là những cái vấn đề gì ạ? Đầu tiên thì chúng ta nghiên cứu câu trả lời thôi. Nó liên quan đến cái câu trả lời thứ nhất là chúng ta sinh ra để làm gì? Và chúng ta phấn đấu vì việc gì? Vâng. Rồi chúng ta đi tìm kiếm điều gì?
chết chúng ta đi đi về đâu, rồi thì loài người sống vì điều gì, khám phá nhiều năm nữa thì chúng ta khám phá ra điều gì, và những câu đấy thì chúng ta sẽ phải tìm kiếm. Thì tôi có mua tất cả những cuốn sách liên quan đến triết học, vâng, khoảng đâu đấy 500 triệu. Wow, rất đầu tư đấy rất ạ. Lớn. Tức là nói chung là cái đợt đấy là cứ ra hiệu sách xong cứ cũng không phải là đi tìm cuốn sách xong nhặt đâu, mà bảo cái nhà sách ấy là đây đây anh có email đây. Đấy, em về em gửi cho anh tất cả cái đầu sách liên quan đến Phật giáo này, triết học này, rồi thì Khổng Tử, rồi thì là Đạo Lão, rồi thì là có thể là Plato, có thể là Darwin, rồi thì nói chung là những cái gì liên quan đến loài người, liên quan đến cuộc sống, liên quan đến vũ trụ. Thế thì số lượng sách khổng lồ đấy anh Hải. Khổng lồ đấy, mà tốn rất nhiều tiền. Mua hết về đặt ở cơ quan. Tôi có một cái chỗ văn phòng, tôi thấy rằng là cái chỗ đấy để cho mọi người cùng đọc nữa, cho nên là xếp sách vào rất là nhiều các giá sách. Thậm chí có những cuốn sách là hiệu sách không có, mà chỉ có thể là có ở Viện Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam. Vâng. Đấy. Thì ở trong Sư Vạn Hạnh, vào trong đấy thì có thỉnh cái bộ kinh là Đại Tạng Kinh Nikaya của Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vâng. Đấy, đã cả dành cả cuộc đời để dịch thành 13 cuốn rất là dày, toàn bộ giáo lý của Đức Phật Nguyên Thủy, để đã được xuất bản ở cái Viện Nghiên cứu Phật học. Và sau đó thì thỉnh về Hà Nội. Đấy, đợt đấy tôi nhớ là thỉnh là coi như là một cái khối lượng là 150 kg. Đấy, cái bộ sách nặng như thế, tức là thỉnh 10 bộ, mỗi bộ là khoảng 15 kg. Mà 10 bộ thì là 150 kg, rất là nặng. Và sau quá trình nghiên cứu như vậy diễn ra trong khoảng thời gian là bao lâu, và anh đã tìm ra được câu trả lời mà mình mong muốn chưa? Từ năm 2013 thì bắt đầu có tham gia một khóa thiền, tức là kiểu dạng như doanh nhân thôi. Thấy là có khóa thiền thì nghe có vẻ là thiền nó hay hay đấy, thì có khi đăng ký đi. Thì có lên lên thiền viện Tây Tây Thiên ở Vĩnh Phúc đấy. Vâng. Thiền viện Tây Thiên Tam Đảo đấy. Thì lên đấy là tham gia một khóa thiền ở trên đó. Một doanh nhân bận rộn mà vẫn có thể sắp xếp một khoảng thời gian để đi thiền được đấy ạ. Thật ra thì cũng là đấy là một cái bước ngoặt đấy, một cái cơ duyên đấy. Tại vì là ngày xưa thì mình cứ đọc sách vậy thôi, và mình cũng lơ mơ hỏi. Đầu tiên là vào cái thư viện Hoa Sen ấy, ở trong đấy rất là nhiều các cái tài liệu về Phật pháp, thì đọc cũng chả hiểu gì cả. Thế cho nên là bắt đầu mới có một câu lạc bộ là câu lạc bộ marketing Việt Nam. Cái câu lạc bộ marketing Việt Nam đấy thì hàng năm thì là mình là phó chủ tịch, hồi đấy mình phó chủ tịch truyền thông. Vâng. Mình có chịu trách nhiệm là đầu năm mình phải dẫn các anh em đi chùa. Đấy, dẫn các anh em đi chùa để mà coi như là đầu năm thì ai cũng đi chùa đúng không? Vâng. Thế cho nên là câu lạc bộ bao giờ cũng dẫn các em đi chùa. Thì khi dẫn đi thì là mình phải nghiên cứu chứ, mình phải tìm hiểu là cái chùa đấy bài trí là như thế nào, nội công ngoại quốc, rồi thì là cái ban ấy thì là đâu là Đức Thánh Hiền, đâu Đức Ông, đâu là Tam Thế Phật, đâu là Tam Thánh, đâu là gì đấy chẳng hạn như thế. Vâng. Đâu Ngọc Hoàng Thượng Đế, bản chất là mình phải nghiên cứu hết về các cái thế trong chùa, rồi mình phải nghiên cứu xem là chùa đấy thờ ai. Đấy, ví dụ như là có bức tượng nổi tiếng nào, hay là có những cái gì đặc biệt ở trong chùa. Rồi thì cái vị mà trụ trì trong các đời là ai. Đấy, rồi thì là cái vị tổ đầu tiên của cái chùa đấy là ai. Đấy, thì thuộc cái tông phái nào. Vâng. Đấy, Thiền Tông hay là Tịnh Độ hay gì. Một cái gọi là người dẫn chưng, dẫn tour du lịch. Vâng. Tịnh tâm linh đầu năm. Thì đi trên xe thì bắt đầu mới chia sẻ cho các thành viên. À, chúng ta đi đến cái chùa này, ví dụ như là chúng ta đến cái chùa nổi tiếng Phật Tích đi. Thì đấy thì coi như là từ thời Lý, coi như là nó có cái bức tượng Phật A Di Đà là bằng đá xanh đấy, rất là to. Và cái đấy thì dẫn đến mình là có kiến thức. Và khi có kiến thức thì mình mới quyết định là mình phải đi một khóa thiền. Thì khóa thiền đầu tiên là lên Tây Thiên. Đấy, thiền viện Tây Thiên để mà tham dự. Cảm giác đầu tiên anh có nhớ không, khi mà anh bắt đầu tiếp cận với thiền? Đúng rồi, chắc chắn không quên được. Tại vì đấy là một cái bước ngoặt mà, một cái trải nghiệm. Trải nghiệm là được ăn trong chánh niệm này, không được nói chuyện này. Rồi
ăn của các sư luôn. Rồi thì ăn xong phải đi rửa. Tức là tất cả mọi thứ tự phục vụ, tự làm hết. Rất là nhàn, thế thấy các thầy rất thư thái. Cũng cũng không vất vả như mình mà ăn 100 người hay 1.000 người là mình rất là vất vả bận rộn, rồi thì là ầm ĩ, âm thanh, rồi thì là cơm nước văng tung tóe, rồi thì nói chung là sẽ vệ sinh rất là khó. Nhưng đây rất là sạch, ngăn nắp đâu vào đấy. Rồi nghe thầy giảng pháp, giảng hàng nghìn người thế này. Đấy, im vào pháp, lời rất hay. Anh còn nhanh chóng Đấy. bắt nhịp được không? Với là một doanh nhân bình thường là rất là bận rộn và mọi thứ về chuyển động nhanh và cả ùn ào nữa. Nó là một bước ngoặt, cho nên là khi mà mình trải nghiệm cái tĩnh lặng đấy, mình lại thấy cái giá trị nó lại hay hơn là cái giá trị mà sôi động đấy. Tức là cái sự tĩnh lặng đấy nó làm cho mình có một cái trải nghiệm hoàn Dường như toàn là khác. một điều mình đang tìm kiếm bấy lâu nay. Đúng rồi, nó làm cho mình nhận ra nhiều, rất nhiều thứ đấy. Thì nhưng mà hồi đấy thì nó cũng chưa rõ rệt, chỉ biết là mình tham gia một khóa thiền như vậy, mình được thực hành ngồi thiền. Đấy, có các gọi là giám thiền cầm cái gậy này đi để mà coi như là chỉnh Kiểm lưng cho tra, mình vâng. đấy. Xong đó khi thiền thì là sẽ các được được các thầy hướng dẫn là hít thở ra sao, sổ tức tùy tức ra sao, rồi thì là hướng dẫn chúng ta quan sát cái gì, rồi chúng ta xả thiền. Đại khái tất cả những cái giai đoạn đấy là những cái giai đoạn mà lần đầu tiên được thiền. Rồi khi mà mình đi đâu một cái gì đó về, các thầy bao giờ cũng yêu cầu là tất cả là ngồi im lặng để cho nó lắng tất cả mọi thứ xuống, rồi bắt đầu mới nói chuyện. Tất cả những thứ đấy là những cái thứ mà nó học được rất là nhiều trong những thời gian khóa thiền đấy. Thì từ đấy bắt đầu mình về, mình thấy rằng là hình như là Phật pháp là một cái gì đó mà cần phải nghiên cứu thật sâu vào. Thì bắt Vâng. đầu cái thời gian từ năm 2013 đấy đến kéo về trong 8 năm nay thì bắt đầu là nghiên cứu đọc gần như hầu hết tất cả các cái tông phái, các kinh sách. Vâng. Đấy. Nhưng mà từ quá trình nghiên cứu đến quá trình khi mà mình thực sự mình ngộ được này, mình tin, mình hiểu và mình cảm thấy là đó là một 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 nơi có thể cùng với đồng hành với mình trong mọi việc cuộc sống thì nó lại là một quá trình. Đúng rồi. Sau khi mà nghiên cứu như vậy thì là cuộc sống nó cũng không quá nhiều thay đổi. Mình vẫn bị lôi kéo, mình vẫn bị dính mắc vào rất nhiều việc mà vẫn phiền não. Tức là nó không thay đổi. Thế cho nên là cái câu chuyện đây là liệu đâu mới là cái mấu chốt của vấn đề. Đấy. Thì sau khi mà nghiên cứu đúc rút và rốt ráo đánh dấu lại, tại vì là phải có một cái phương pháp, chúng ta phải có một phương pháp nghiên cứu. Cũng rất là may mắn là cũng là một nhà doanh nhân nhưng mà lại là một giảng viên đào tạo, cho nên là cái phương pháp nghiên cứu đã được đúc kết, được học từ rất nhiều nơi, cho nên là phương pháp nghiên cứu rất là nhanh, sử dụng phương pháp quy nạp đấy, cho nên là tất cả những thứ logic là quy nạp về các cái vấn đề bao trùm. Từ đấy mình đi xuống chi tiết bổ xuống thì mình dần dần mới nhận ra đấy, nhận ra là chúng ta đang coi như là bị lan man cái gì, hay là đang bị sai cái gì. Thì bước ngoặt lớn nhất là gặp sư Nguyên Tuệ tại chùa Bửu Quang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì sư Nguyên Tuệ đã là một nhà nghiên cứu, thầy bản chất thầy là giảng viên về vật lý ở Đại học Vinh trong rất nhiều năm rồi, cho nên thầy về logic thì rất là chuẩn, và thầy cũng nghiên cứu tất cả các cái trường phái cũng như là các cái môn. Thầy xuất gia được 10 năm rồi, nhưng mà sau đó thì thầy bắt đầu thầy đi giảng, thì bắt đầu mới gặp thầy, thì bắt đầu thầy giảng cho, thì bắt đầu mới hiểu nhiều hơn. Và từ đấy thì bắt đầu mình mới quyết định là thực hành. Thì thực hành thì bắt đầu từ khi gặp các thầy Nguyên Tuệ, sư Nguyên Tuệ, thì bắt đầu đi thực hành là 10 ngày miên mật. Bắt đầu dành thời gian 10 ngày chứ không phải là một ngày, như 2 ngày, 3 ngày như ngày xưa. Vâng, là rất là tập trung cho cái quá Đúng rồi. trình thực hành bắt đầu của Thực hành mình. bắt buộc phải thực hành. Chứ mình nghe thì mình vẫn về vẫn đâu ở đấy. Thì mình phải thực hành. Bắt đầu Thực như hành thế để mà nào thân ấy? chứng. Từ cách đây khoảng 3 năm thì bắt đầu thực hành nhiều. Thực hành là trung bình một năm khoảng 5 đến 7 khóa. Mỗi khóa 90 ngày. Tức là cái thời gian thực hành nó sẽ coi như liên tục dài hơn. Cái khóa đầu tiên thì cái Đấy. việc thực hành đấy nó thực hành những cái gì ạ anh? Thì chủ yếu là đầu tiên là nghe giảng về giáo lý. Ví dụ như là Đức Phật hướng dẫn cái con đường mà chúng ta có thể bỏ được cái tham sân si như thế nào. Đấy, thực hành chánh niệm như thế nào để mà coi như là chúng ta giữ liên tục đấy, theo cái con đường mà Đức Phật đã giác ngộ. Sau đó thì là ngồi thiền. Ngồi thiền thì là ngồi quan sát. Đấy, thì cái phương pháp quan sát thì cũng rất nổi tiếng rồi. Mọi người đều biết là phương pháp tứ niệm xứ đều sử dụng là phương để quan sát những cái gọi là những cái phản ứng của cơ thể của mình.
Thì sau khi mà được học cái phương pháp đó thì về trong cuộc sống áp dụng ngay. Áp dụng ngay là ngày xưa thì rất nóng nóng tính. Nóng tính cũng vô cùng nhân viên. Vâng. Nóng tính với gia đình. Hay nổi cáu ạ. Nổi cáu người thân ấy, người ta bảo là hay cười tươi với thiên hạ nhưng mà nổi cáu người thân. Dạ. Đấy, mình nhận ra điều đấy. Đấy là cái sai của mình. Thế là bây giờ mình phải quan sát. Mình sẽ quan sát chính những cái phản ứng đấy. Thì nó giảm đi rất nhiều. Nó giảm đi, tất nhiên không giảm ngay được, nó cứ giảm dần thôi. Ngày xưa thì là chắc chắn là sẽ đến một cái gì đó đổ vỡ. Nhưng mà bây giờ thì chỉ quan sát thôi. Nó sẽ nguội dần. Vâng. Đấy, rồi bắt đầu nó nguội rồi bắt đầu mình mới nói chuyện. Thì cái đấy nó bắt đầu nó áp dụng tốt dần. Đấy, đặc biệt là trên mạng xã hội. Bản chất là mình là những người gọi là nổi tiếng ấy, trên mạng xã hội. Cho nên là họ phản ứng trái chiều rất nhiều. Khi mình đưa một vấn đề ra thì kiểu gì có người đồng ý nhưng có rất nhiều người phản đối. Rất là nhiều luồng quan điểm. Đúng rồi, quan điểm khác nhau. Ngày xưa thì là mình nóng gáy lên. Anh sẽ phải bảo vệ lại quan điểm của mình. Sẽ phải tranh biện với họ đến cùng. Tranh biện đến cùng. Đấy. Thế bây giờ thì là mình quan sát mình đã. Khi mà mình định tranh biện cái gì thì mình cứ để quan sát đã. Bao giờ mình không còn một cảm giác gì là khó chịu nữa thì mình bắt đầu mới tranh biện. Chứ còn mình không tranh biện trước. Ngày xưa là mình cứ nhìn thấy là tranh biện đã. Đấy, thì bị nó lôi kéo mà. Vâng. Bị bản chất là bị cái nóng tính mình lôi kéo. Thì anh thấy cái việc trong diễn đàn là có thay đổi gì không ạ? Rõ ràng. Tại vì là có một câu nói cũng rất nổi tiếng của một cái gọi là người, một, tôi không nhớ tên, một tác giả, không phải là Đức Phật, là "You imagine other when you change yourself." Tức là bạn có thể thay đổi người khác nếu như bạn thay đổi mình trước. Đấy. Cho nên là mình phải nhớ câu đấy. Thì là dần dần là mình sẽ nghĩ rằng là mình phải thay đổi mình trước. Vâng. Bản chất mình sẽ là phải là người hết nóng tính đi. Mình là cái người mà chịu khó lắng nghe họ đi. Đấy. Chứ không phải là mình thuyết phục người ta là bạn ơi bạn hãy nghe mình. Bạn ơi bạn ấy đừng nóng tính nữa, bạn nghe mình. Bạn đừng sân si lên. Vâng. Mà câu chuyện đây là mình ơi mình đừng sân si nữa. Mình ơi mình đừng nóng tính nữa. Mình ơi mình chịu khó lắng nghe khác đi. Vâng. Đấy. Bỏ đi cái tính áp đặt đúng không ạ? Đúng rồi. Bởi vì tôi thấy là cái việc áp đặt người khác cũng rất là phổ biến. Đúng rồi. Với đặc biệt những người mà làm công tác quản lý. Đúng rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ phải lắng nghe đúng không? Dạ. Đấy, còn cái việc theo hay không là việc khác nhé. Nhưng mà cái việc lắng nghe là chắc chắn phải lắng nghe. Và hai nữa là mình quan trọng nhất là mình quan sát cái cảm giác khó chịu và dễ chịu của mình. Khi nào người ta khen cái là mình dễ chịu ngay là mình quan sát, mình thấy chết rồi. Mình đang dễ chịu đấy. Khi nào mà mình khó chịu thì mình thấy chết rồi, mình đang khó chịu đấy. Thế thì mình để cho nó nguội đi, rồi mình làm. Vâng. Thì khi mà đã áp dụng được như vậy thì mình thấy cuộc sống rất là nhẹ nhàng. Dạ. Nó không còn áp lực nữa. Mình cũng không thể để cái cảm xúc lôi kéo mình đúng mà rồi. Mình phải làm chủ nó đúng không chính ạ? Chính xác. Học được từ Đức Phật hai cái triết lý rất quan trọng. Thứ nhất là thích nghi với mọi hoàn cảnh sống, tức là sống thích nghi, tức là sống mình không bị ràng buộc. Đấy, Đức Phật là trung đạo mà không bị ràng buộc bởi điều kiện sống tốt. Vâng. Nhưng mà cũng không cố chọn con đường sống khổ. Đấy, bản chất Đức Phật là từ bỏ cả hai lối sống đấy, tức là chọn lối sống chi túc vừa đủ. Đấy, thì khi mà chọn lối sống như vậy thì mình phải hiểu rằng là trong cuộc sống thì mình chỉ cần chi túc là đủ. Cho nên là mình sống thích nghi được. Ví dụ chẳng hạn thế này nhé. Bình thường tự nhiên mất điều hòa. Dạ. Đấy, thì ngày xưa thì sẽ nóng tính lên, quát âm lên, bảo là khách sạn 5 sao thì mà lại điều hòa thì nóng. Vâng. Đúng nhỉ? Thậm hoặc chí là cái là chỗ mình sẽ phàn nàn dịch vụ. Đúng rồi, dịch vụ kém, service kém. Rồi thì mình khó chịu, mình vùng vằng, mình chửi bới. Nhưng bây giờ thì nó bị nóng một chút nhỉ? Thì mình nghĩ rằng là cái nóng này nó cũng bình thường thôi, so với châu Phi hay là so với nhiều người khổ ngoài kia họ còn nóng hơn nhiều. Vâng. Cho nên mình thấy rằng là cũng nóng như thế thì mình chịu được. Tuy nhiên không phải vì cái đó mà mình không có ý. Chẳng hạn như mình về muộn, thế cái bữa nó hết cơm. Thế ngày xưa thì sẽ ăn gắt âm lên, mà là tại sao không để phần cơm đúng không? Đấy. Hoặc là tại sao ăn uống thì lại kém cỏi như này vào coi như là chỗ một ví dụ một khóa thiền đi. Vâng. Mình đi khóa thiền là mình thấy coi như là mình chỉ cần là lơ đà chậm cái gì thì các thiền sinh khác họ đã vét sạch đồ ăn rồi. Do đồ ăn cũng có nhiều. Ngày xưa thì mình rất là nóng tính, nhưng bây giờ thì là mình lại phải quan sát là bây giờ nó hết rồi thì bây giờ là cũng không nên gây khó dễ như người khác. Thì bây giờ mình có thể là một mình đi kiếm đồ ăn, mà hai là nếu mà không ấy thì mình có thể là mình quan sát lại cái cảm giác đói của mình. Tại vì mình thấy là mình đang thừa cân mà, mình là béo phì mà, mình đang muốn giảm cân nhưng không được. Vậy. Thế tại sao mình lại cứ phải đi ăn làm gì?
mình nhịn một bữa không sao cả. Thứ nhất là cuộc sống thích nghi thế nào cũng được. Thứ hai là cái khả năng tập trung. Khả năng tập trung thì Đức Phật gọi là cái phương pháp này, phương pháp mà gọi là định đấy. Vâng. Định tức là chúng ta tập trung được, nó làm cho cái chất lượng cuộc sống nó tăng lên. Vâng. Và chất lượng cuộc sống tăng lên này, và kể cả kết quả kinh doanh chắc chắn là chắc cũng chắn sẽ rồi. Tốt hơn rất là nhiều, đúng, đúng không anh? Chúng ta làm tập trung mà. Vâng. Khi mà trước đó anh nói rằng là mình cũng hết mình về công việc, đúng không ạ? Ngày đêm, thậm chí là quên ăn quên ngủ này, còn những khoảng thời gian stress vì công việc. Nhưng mà bây giờ có thể là những khoảng thời gian ngày xưa thì anh sẽ dành những công việc hết. Nhưng mà bây giờ Thùy Linh thấy là anh đã thay đổi thói quen cho cuộc sống. Anh dành những mối quan tâm để nghiên cứu về Phật giáo này, rồi dành những cái hoạt động trong lịch của mình để tổ chức những cái việc liên quan đến thiền này. Đúng rồi. Đấy, cái quỹ thời gian nó đã bị chia nhỏ nhiều để cho các hoạt động khác rồi. Nhưng mà kết quả kinh doanh thì cụ thể như thế nào? Đã thay đổi ra sao? Tôi thì phải nói thẳng là công ty chính thì đã rời công ty, tức là không 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 có bám sát 100%. Tất nhiên là có người giúp, người nhà, người thân, gia đình, rồi anh em bạn bè cũng rất là tri ân các quý vị đấy đã dành thời gian để giúp mình thì mình mới có thể rời ra một chút được. Tất nhiên là nói vậy thôi chứ mình vẫn bám sát đằng sau và mình theo dõi kỹ và mình không để nó trượt khỏi cái đường ray quỹ đạo. Vâng. Nhưng mà cái thời gian dành cho cái công việc đấy đã giảm đi 80%. 80% cơ? Đúng rồi. Một tuần đến khoảng 1-2 buổi. Tất nhiên là có những thời gian khác thì mình phải tập trung vào cái việc mà ngồi ở xa để điều hành. Đấy, vẫn ngồi ở xa điều hành được. Nhưng mà không phải là luôn luôn có mặt để mà luôn luôn vào từng việc phải thò tay vào làm. Mà mình sẽ biết rằng việc gì mình thò tay. Việc gì mình không nên thò tay, việc gì mình dẫn dắt đầu tàu xong mình nhả lại cho người khác làm. Vâng. Đấy, việc gì thì mình phải làm. Do là khi mà mình đến với Phật pháp thì mình thấy rằng là cái mục đích cuộc đời ấy, nó không chỉ có suốt ngày đi kiếm tiền như vậy, mà mình nên phân chia rằng là thời gian làm việc đến bao giờ thì là tốt, như thế nào là đủ, vừa đủ. Thế còn một số thời gian mình phải sắp xếp cho những việc khác, tại vì nếu mà không tập trung việc khác thì chúng ta sẽ không biết bao giờ chúng ta mới dành nó đây. Đấy. Cho nên là chúng ta vẫn phải làm. Ngoài ra thì trong công việc thì bây giờ bắt đầu ngấm dần thì sẽ làm là vẫn làm full thời gian cả ngày, vẫn vất vả như cũ, nhưng mà mình không còn bị ràng buộc với nó nữa. Vâng. Cái này mới quan trọng nhé, chứ không phải là cảnh phải dứt điểm nó. Và chúng ta không dứt điểm nó, không hoàn thành nó thì chúng ta sẽ bị khổ, có đúng không? Hoặc là chúng ta vừa làm vừa khổ. Ví dụ như ngày xưa thì bị ràng buộc như này này. Suốt ngày kêu là úi dồi, suốt ngày phải dậy sớm, suốt ngày phải đi làm muộn, suốt ngày cảm thấy mệt, về lúc nào cũng cảm thấy là ôi hôm nay sao coi như là mệt mỏi thế, rồi thì là stress quá, căng thẳng quá. Bản chất là cái đấy là ràng buộc thì mình bị như vậy. Tại sao mình stress? Tại vì thật ra là công việc nó không tốt thì mình mới stress. Chứ công việc mà nó cứ tốt thì ai stress đâu. Bây giờ mình làm nỗ lực hết sức, nhưng mà về mình bình thường, không có stress nữa. Thế còn mình vẫn làm bình thường, mình vẫn làm mà, mình vẫn phải dậy sớm, mình vẫn phải thức khuya. Nhưng mà chả lẽ là cái đúng kết không? Quả đó bây giờ là nó không đủ sức để tác động đến mình nữa? Không phải, mình phải hiểu một điều rằng là lệ thuộc với những kết quả thì sẽ dẫn đến phiền não. Cho nên là mình làm hết sức là được. Vâng. Thế còn kết quả như thế nào thì tùy duyên. Nó sẽ tự khởi thôi, chứ không thể bảo là bắt buộc phải như vậy. Chẳng như hạn ví dụ như là kết quả không tốt chẳng hạn thì những người khác sẽ khiển trách mình, những người khác sẽ buồn mình. Nhưng vô hình chung lại tác động đến chúng ta. Thì mình vẫn phải làm tốt hơn, tức là khiển trách là đúng mà. Thì mình sẽ phải nghiên cứu phương án nào làm tốt hơn. Nhưng mình không hề phiền não vì cái khiển trách đấy. Nó khác nhau đấy. Dạ. Chứ còn có người thì là sẽ về sẽ đau khổ vì cái khiển trách đấy, đúng không? Vâng. Còn mình thì là mình sẽ không bị đau khổ nữa. Mình hiểu rằng cái khiển trách là đúng. Và mình sẽ phải có cách để mình giải quyết. Nhưng mà cái phiền não là nó không liên quan. Tại vì chúng ta thế nhá. Chúng ta có tất cả là 5 cái giác quan cơ bản. Đấy, mắt, mũi, tai, lưỡi, thân. Vâng. Và tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc, tức là tóm lại là những cái thứ mà là những cái vật bên ngoài tiếp xúc với giác quan. Thế thì có duy nhất một thứ là làm cho chúng ta là phiền não thôi, đó chính là cái thân thể chúng ta mà tiếp xúc với cái gì đó nó mạnh hoặc là nó sắc hoặc là nó đau đớn. Ví dụ như là chạm vào dao, kiếm, gạch, đá cứng. Vâng. Thì cơ thể chúng ta bị đau. Đấy. Nhưng mà 4 cái còn lại thì không thể đau được. Đau là chẳng qua là do chúng ta suy nghĩ nó mới đau. Vâng. Còn nếu mà chúng ta bình thản thì nó không đau. Trong bản thân mỗi người ai cũng sẽ gặp phải, đúng rồi. Và ai cũng phải mong muốn học cách để chế ngự những cảm xúc tiêu cực của bản thân, đúng rồi. Bởi vì như anh nói, trong một ngày chúng ta có quá nhiều thứ xảy ra ngoài mong đợi của bản thân, ngoài mong muốn. Đôi khi là có những người đi làm về hay có bất kỳ chuyện gì xảy ra, kể cả trong gia đình, mất ăn mất ngủ vì nó.
Nhưng mà như anh Hà, Tuấn Đăng Hà chia sẻ thì Thùy Linh và nhiều quý vị khán giả đã hiểu ra cái cách để làm sao để làm chủ được bản thân, làm chủ được cảm xúc để không để bất kỳ điều gì có thể lôi kéo chúng ta. Đúng rồi. Thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật nói rằng là chúng ta giác ngộ tại tâm, chứ không phải là giác ngộ tại cái vật ở bên ngoài. Tức là con người chúng ta khổ hay đau là tại tâm hết. Có đúng không? Cho nên nếu mà chúng ta mà tâm mà thanh thản, đúng không? Người ta hay nói là tâm an ấy. Vâng. Thì vạn sự an, đúng không? Chúng ta đã nghe cái câu đấy đúng không? Tâm an vạn sự an. Đúng không nhỉ? Thế cho nên là nếu mà chúng ta biết rằng là làm biết cách để làm cho tâm nó an thì có phải là tất cả mọi việc ở ngoài nó sẽ an không? Cho nên là cái câu Phật tại tâm nghĩa là như vậy, chứ không phải Phật tại tâm là tôi lên chùa thì tôi thành tâm thì Đức Phật sẽ phù hộ. Nếu mọi người hiểu nhầm như vậy, mà Phật tại tâm là gì? Là chúng ta biết cho cái tâm mình nó an thì đấy chính là gì? Là được tâm Phật. Anh Tuấn Hà ơi, với những triết lý ấy, khi mà chúng ta nghiên cứu và chúng ta học được từ Phật pháp ấy, anh thấy có đối lập khi mà chúng ta ra áp dụng với là một người làm kinh tế kinh doanh không? Cái này cũng rất nhiều người hỏi, tại vì là mình là doanh nhân, đấy, thì từ khi mà mình đến với Phật pháp thì mình áp dụng Phật pháp vào trong kinh doanh, đúng không nhỉ? Thì áp dụng những cái gì? Thứ nhất là mình sẽ áp dụng là thường ấy, nếu như mà chúng ta đã biết cách sử dụng cái phương pháp tập trung để làm. Thì như vậy là về cơ bản là kết quả nó sẽ tốt hơn. Thứ hai nữa là khả năng thích nghi. Thích nghi ở đây là kết quả thì chúng ta phải hiểu rằng là nó còn tùy duyên. Ví dụ chẳng hạn như là năm vừa rồi Covid thì đang kinh doanh là du lịch rất tốt đúng không? Covid xảy ra đúng không? Thì chắc chắn rằng nó sẽ không kinh doanh tốt được. Cho nên chúng ta phải biết thích nghi là nếu như mà chúng ta không kinh doanh ngành du lịch tốt thì chúng ta phải xoay trục sản phẩm để làm một sản phẩm như có lãi. Thay vì đi là kinh doanh du lịch thì tôi mới làm ra một cái chương trình tour hoàn toàn khác, đó là tour dành cho người nội địa, nhưng mà là gì, dành cho người địa nhưng mà tập trung vào cái việc là giải quyết, là tức là gần như là membership, tức là thế này nhé. Ví dụ chẳng hạn như khi mà chúng ta có một resort đi, resort ngày xưa thì đón khách Tây thôi đấy, thế thì là khách Tây họ đến và họ ở, nhưng bây giờ khách Tây nó không sang được, thì bây giờ mình phải xoay trục sang là mình bán cái thẻ membership cho khách Việt. Và khách Việt sẽ được các cái chế độ ưu đãi giảm 70% so với bình thường, với điều kiện là anh phải trả một cái gói gọi là membership là cả một năm. Anh phải đạt cam kết với tôi là anh sẽ ở đến 5 ngày hay là 10 ngày và những ngày không có Covid hoặc những ngày có Covid thì anh được phép là cách ly như thế nào đấy, và anh sẽ trả như vậy, anh mua gói như vậy thì anh sẽ được điều kiện ưu đãi nhiều hơn. Còn nếu như mà anh mà mua bình lẻ bình thường thì nó sẽ đắt. Cho nên là họ sẽ chọn là mua cái gói là ví dụ như là tôi muốn ở 12 ngày một năm. Và nhân 12 ngày thì ngày xưa tôi bán là 2 triệu, bây giờ tôi bán 1 triệu thôi. Thì như vậy anh phải nộp tôi 12 triệu. Và như vậy là cái công ty đó họ sẽ có dòng tiền. Họ sẽ làm cho cái việc mà coi như là cái resort đấy có khách và đủ chi phí vận hành để vượt qua Covid. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy cái khả năng thích nghi quan trọng lắm. Thích nghi tức là sống tốt với mọi hoàn cảnh. Cho nên kết quả như nào cũng sẽ có thích nghi hết. Chứ nó không bị là phiền não vì cái kết quả. Cho nên là đấy là cái mà chúng ta phải xác định. Thứ hai là không lệ thuộc kết quả, chứ không phải là không có kết quả. Tức là chúng ta vẫn đặt kế hoạch, vì kế hoạch năm nay lãi 1.000 tỷ, năm sau lãi 2.000 tỷ. Chúng ta tính toán làm sao cho nó logic, hợp lý nhất để nó đến được cái con số đấy. Nhưng nếu như có một hoàn cảnh nào xảy ra mà nó không đạt kết quả đấy thì chúng ta phải thích nghi. Còn chúng ta không lệ thuộc vào cái kết quả vừa rồi. Như vậy lúc nào cũng là tốt nhất trong tốt nhất. Mà tốt nhất thì là quan trọng hay là cái kết quả là quan trọng? Không quan trọng kết quả, mà quan trọng là phương án lúc đấy có tốt nhất hay chưa. Quan điểm của tôi về cái việc mà giúp là giúp ba đối tượng. Đấy là tùy quan điểm nhé. Có những người họ thấy rằng là người nghèo khổ là cái người cần phải giúp. Nhưng quan điểm của mình thì là càng người trí thức lại càng cần giúp. Thì bản chất trí thức và doanh nhân họ đau khổ rất nhiều, chứ không phải là chỉ có người nghèo khổ đâu. Tại vì hiểu sai là khổ nằm trong nghèo, cho nên là chúng ta mới đi giúp người nghèo. Chứ còn bản chất là doanh nhân họ khổ chứ, có phải là doanh nhân là sướng đâu. Đúng không? Rồi thì là những cái người mà trí thức họ khổ. Rồi thì là nói chung là mỗi người họ sẽ có anh cái khổ riêng. Nỗi khổ riêng. Anh có nỗi khổ riêng. Đấy, cho nên là mình sẽ chọn là với người trí thức, người doanh nhân thì mình sẽ giúp họ bằng cách nào.
thì là nếu như người doanh nhân mà họ họ hiểu được Phật pháp, họ hết khổ thì họ áp dụng được cái kinh doanh nó lành mạnh hơn, đúng không? Họ sẽ nghĩ đến nhân quả, nghĩ đến trước sau hơn, đúng không? Vâng. Họ nghĩ đến người lao động hơn, họ nghĩ đến môi trường hơn. Họ không dám làm điều gì mà tàn hại môi trường, đúng không? Hoặc là tàn hại xã hội, đúng không? Như vậy thì rõ ràng là nếu mà giúp được một doanh nhân thì sẽ giúp được rất nhiều người. Đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta phải hiểu cái tư duy này. Cho nên là tôi hay tổ chức một số các khóa thiền cho doanh nhân đi, ví dụ chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính. Vâng. Để làm gì? Bản chất là họ rất ít khi đi chùa. Doanh nhân ấy, họ không đi nhiều. À, nếu có đi thì họ rất là vội, họ đi đến xong họ về luôn. Đấy. Chỉ họ chưa bao giờ trải nghiệm là thực sự đến với chùa như thế nào. Đấy. Thì đến với những chùa như Tam Chúc, Bái Đính thì là sẽ được giới thiệu về về từng điện, ví dụ điện giáo chủ là toàn bộ những cái lịch sử của Đức Phật. Vâng. Chứ các chùa khác thì cũng được, nhưng mà đùi khác thì là cái đám đông rất khó, tức là tôi tổ chức là rất đông, ví dụ như là 200-300 người thì chỉ có những cái chùa lớn vậy họ mới đáp ứng được. Mà mình làm cái gì mình phải làm quy mô lớn thì cho nó tiện làm, đúng không? Tiện công. Đấy. Thì khi họ đi về đấy thì họ được được ăn chay này, họ được lên cầu an ở trên chánh điện. Đấy. Do các sư thầy tổ chức. Rồi họ sẽ được thiền trà ở trên mặt chùa, tự ở trên sân chùa. Vâng. Buổi tối đêm trăng mà ngồi thiền trà đấy tuyệt vời. Xong nghe những cái bài hát về thiền ca. Rồi họ nghe một ít về cái điều mà Đức Phật giác ngộ là cái gì. Sau đó thì là họ chia sẻ là áp dụng trong kinh doanh như nào. Đặc biệt là cái buổi hôm sau là họ chia sẻ áp dụng kinh doanh. Làm sao mà để coi như là trong kinh doanh họ áp dụng được. Vâng. Đấy. Và có một số chương trình tổ chức thì các doanh nghiệp họ thuê đơn vị này tổ chức những cái gọi là cái buổi mà về các doanh nghiệp để áp dụng cho nhân viên ấy, để làm sao mà họ làm gắn kết hơn. Vâng. Thì bình thường công ty ấy lớn ấy họ giám sát bằng bằng pháp trị, tức là bằng kỷ luật, hoặc là họ giám sát bằng kỹ trị, tức là công nghệ, hoặc là họ giám sát nhân trị, tức là đối nhân xử thế. Vâng. Thì họ lại chưa có một cái thứ tư, nó chính là đạo trị. Ừ. Đạo trị là một cái phương pháp hoàn toàn khác biệt, là đưa đạo Phật vào trong doanh nhân, vào trong doanh nghiệp, làm cho các gia đình họ gắn kết nhau. Họ rủ bố mẹ đi, họ non, ví dụ đi chùa chẳng hạn thì nhân viên họ sẽ mời bố mẹ đi, đúng không? Thì các bố mẹ các gia đình họ đi với nhau, họ sẽ làm quen với nhau. Vâng. Khi mà bố mẹ làm quen thì nhân viên họ sẽ thân hơn, đúng không? Đấy. Rồi trong công ty thì họ vì thân nhau cho nên họ làm việc thì họ không có nóng tính với nhau nữa. Vâng. Họ đi chùa với nhau, họ biết là đâu là đúng phải, đâu là trái, đâu là đồng đạo, đâu là gia đình, đâu là coi công ty là một gia đình. Ừ. Đấy. Thì họ làm các hoạt động thiện nguyện thì có phải là họ chung tay được, đúng không? Thì tự nhiên nhân viên họ cảm thấy là à, vào công ty này nó có rất là nhiều hoạt động ý nghĩa. Ừ. Trên bản chất là họ sẽ tôn trọng công ty hơn, và họ thậm chí họ ngưỡng mộ sếp hơn. Vâng. Đúng không? Thì từ đấy thì có phải là họ sẽ cống hiến công ty tốt hơn. Đây là những chương trình rất là tĩnh lặng, im lặng, vâng, không nói câu nào. Oh. Đấy. Và họ trải nghiệm hoàn toàn là trong môi trường Phật giáo. Đấy. Thiền ca, ánh nến, thiền trà. Đấy. Đọc thơ, nghe rất là ý nghĩa. Ừ. Và rất là bất ngờ là chính những cái hai ngày giây phút im lặng đấy lại làm cho họ gắn kết hơn rất nhiều. Ừ. Một cái chương trình khác lại không gắn kết bằng. Đấy, cho nên là đấy là những cái giá trị mà đạo Phật có thể đem lại được cho một tổ chức. Vâng. Rồi ngoài ra thì tổ chức một số các khóa thiền về các chùa dành cho những người mà đi 10 ngày. Hiện nay thì đang tổ chức về chùa, một số chùa như Hưng Yên, rồi thì là chùa Bắc Thượng, thủy Thanh Hóa, thì các sư thầy coi như là hoạt động tổ chức về, rồi thì xuống thì các thầy giảng pháp, rồi các thầy cho thực hành ngồi thiền, rồi thì là tham gia các hoạt động chấp tác. Vâng. Đấy. Thì cũng là đấy là những cái mà giúp cho các doanh nhân cũng như trí thức họ về đấy họ đến được với đạo Phật. Vâng, tâm huyết về các hoạt động Phật giáo như vậy, đặc biệt là tổ chức những khóa tìm hiểu về tín ngưỡng tâm linh hay là thiền ạ, thì Thùy Linh thấy là anh cũng đang có vẻ nung nấu một cái ý tưởng rất là thú vị, đó là làm làng thiền ở ngoại ô. Không biết ý tưởng đó bây giờ đang được triển khai đến đâu rồi anh Hà? Cái ý tưởng nghe thì làng thiền cho nó giống một cái những cái câu chuyện mà chúng ta thấy hay là có một cái làng, nhưng vâng, cái nghĩa làng đây nó có vẻ nó phải như thế này để dễ hiểu. Tức là thật ra cái này thì cũng rất nhiều các anh chị làm rồi,
Nhưng mà cũng đây là một cái ý tưởng mà kết hợp cả ba. Đó là một cái village mà nó gọi là Zen Village, tức là một cái nơi mà để chúng ta có thể tĩnh lặng được. Vâng. Hiện nay nhá, nếu như mà cái mô hình resort nó không thành công. Do là resort thì là chúng ta về chúng ta không ở đấy lâu. Tại vì là resort nhà nào biết nhà đấy. Vâng. Về chỉ ở khoảng một tuần hai tuần trắng ngay. Biệt lập cuối quá. Cùng lại biệt lập quá, cuối cùng lại quay về thành phố, cuối cùng lại cho thuê. Có đúng Vâng. không? Bây giờ đa phần các resort cho thuê chứ. Chứ có resort nào mà các gia đình về ở đâu. Mô hình trang trại thất bại. Mô hình trang trại là về rất cực. Về đấy là phải cả một hecta này, cái suốt ngày phải cuốc cày rồi thì suốt ngày phải rồi thì thứ bảy nhật mới về được. Cuối cùng là toàn thuê người ngoài vào trông nom. Và cuối cùng là đóng cửa, cuối cùng là resort thì toàn cho người khách ngoài ở. Trang trại thì toàn cho người dân địa phương về đấy trồng cây ở. Và chính chúng ta bỏ tiền ra chúng ta có được cái gì đâu. Nếu mà là tôi nhá, mà muốn có một cái trang trại ở quê để về sống điền viên thì quá đơn giản. Nó không có gì khó đặc biệt. Vâng. Nhưng mình nghĩ đến việc khác. Mình nghĩ đến là một mô hình mà tất cả cùng về điền viên nhưng mà không chán. Chứ còn Hay nếu mà chán nói. thì nó làm gì, đúng không? Cái này hay đấy là đấy nào ạ? Thì nó phải lập một cái làng. Vâng. Cái làng đấy thì nó sẽ có cái hoạt động cộng đồng. Ừ. Cộng đồng là như này, tất cả mọi người về đấy, à. Mọi người ở riêng. Vâng. Đấy, có thể là riêng chứ không phải là chung. Nhưng mà sẽ có những hoạt động chung để kết nối. Nhưng mà ăn thì phải chung hết. Vâng. Rồi thì là các cái hoạt động chia sẻ kiến thức là phải chung. Phải có một thư viện sách chung. Phải có một cái khu gọi là sinh hoạt tiếp khách chung. Ừ. Chúng ta tiếp khách chúng ta không nên tiếp riêng ở gia đình. Mà chúng ta tiếp khách là chúng ta phải ra một cái sảnh giống như khách sạn ấy, là có vâng. cái lobby ấy. Thì khi tiếp ở đấy thì có phải là các gia đình họ gặp nhau thì họ họ có thể gặp nhau, họ nói chuyện ở đấy không? Vâng. Đấy. Chứ ở tiếp ở nhà thì nó sẽ biết nhà là biết nhà đấy. Ăn thì phải ăn chung. Tại vì khi mà ăn chung ấy có cái hay là nó sẽ tối ưu về về đồ ăn thừa. Nếu chúng ta ăn nhà riêng thì thừa rất nhiều, rất là phí. Và thứ hai là nấu để mất thời gian nấu. Nếu như chúng ta 100 gia đình, mỗi gia đình mất 1 tiếng một ngày nấu thì mất 100 tiếng một ngày. Như vậy rất là phí. Còn đây là coi như là chúng ta lên chúng ta nấu chung thì có phải nó nhanh không? Nhưng mà đây là nên thuê một công ty dịch vụ nó nấu hết. Và vâng. chúng ta chỉ ăn thôi. Và chúng ta rửa bát thì giống như là ở chỗ Trường Thiền ấy. Chúng ta tự rửa. À. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ rất là nhàn. Và chúng ta phải trồng cấy. Ở đấy nó phải có những cái khu trồng nó gọi là ví dụ như là cái khu công nghệ cao về về về, về nông nông nghiệp. Để họ trồng các cái đồ organic để nó thật sạch sẽ. Để cung cấp vào bếp ăn. Vâng. Đúng không? Thì mọi người sẽ tham gia chấp tác để làm cho nó một ngày phải đóng góp thời gian vào làm để cho nó coi như là khỏe mạnh. Rồi có những khu tập thể thao riêng, à, thể thao chung. Rồi có những cái khu mà chúng ta nghe giáo lý, giảng pháp chung. Đấy, mời các thầy về để các thầy giảng. Hoặc là mời các chuyên gia về về tâm lý, chuyên gia về sức khỏe, chuyên gia về khí công về họ giảng. Đấy, và cái khu đấy là cái khu gọi là khu làng, sống với nhau. Đấy, và ai... ai môn nào cũng được chứ không có thiên môn nào cả. Cô có thể là theo môn A, anh có thể theo môn B. Đến đấy nhớ là ăn chung và đọc sách chung và chia sẻ chung kiến thức. Thế còn lại là thói quen kinh nghiệm của từng người từ từng gia đình riêng cứ nguyên thói quen đấy. Đấy. Ai thích làng... tụng kinh tụng, ai thích lại kinh Pháp Hoa cứ lại, ai thích thiền cứ thiền không sao cả. Ngôi làng vui vẻ, ngôi làng hạnh phúc. Tại vì chúng ta phải sống cộng đồng như vậy. Vâng. Và cái khu tiếp theo là khu chúng ta có thể là gọi là khu miễn phí dành cho cộng đồng. Thì khu miễn phí cho cộng đồng ấy là khu mà chúng mà coi như là mình các mạnh thường quân là những cái gia đình đấy hàng năm họ phải trích một ít tiền ra hoặc họ phải trích từ đầu. Khu chung đấy là chúng ta sẽ cung cấp các cái dịch vụ miễn phí cho người khác đấy. Bất cứ ai mà muốn đến đấy thì được ăn ở miễn phí. Vâng. Đấy. Tất nhiên họ phải đóng một khoản tiền nhỏ thôi. Nhưng mà về cơ bản là chung, tức là tiền nhỏ là liên quan đến cái việc mà họ phải có trách nhiệm. Chứ họ đến họ mà sống kiểu dạng tự do họ họ bày bừa không được, họ sẽ phải có những khoản tiền thưởng phạt. Đóng tiền để mà trách nhiệm là không được phép coi như là vi phạm. Vâng, có lệ làng riêng. Có lệ làng riêng, vi phạm là phạt tiền. Đấy, phạt thì thu rồi cho nên cứ phạt trừ vào trong thẻ. Đấy, hoặc là có một số người họ muốn là phục vụ service cao cấp hơn thì có khu thứ ba là khu được cho thuê. Vâng. Thì bản chất cho thuê là dành cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư mà họ muốn thuê thì họ có thể là build xây dựng một cái bungalow hay một cái khu nghỉ dưỡng nhỏ nhỏ xung quanh. Và sau đó thì các thiền sinh hoặc là những người họ đến đấy sinh hoạt đấy mà họ cảm thấy là tôi không có tiền để xây nhà riêng, tôi cũng không thích ở chung nó vất vả, thì họ thuê giống như là dịch vụ homestay thôi. Vâng. Thì là như vậy thì họ có thể là sống tốt hơn nhưng mà họ lại được sinh hoạt chung. Thì cả cái khu đấy thì nó phải rất đẹp để làm sao để mà họ có thể họ họ
họ đưa ra đi ra đâu đấy, họ ngồi yên lặng một ngày. Vâng. Họ có thể là họ đọc sách ở một chỗ nào đấy, họ một tuần có thể họ về một buổi hai buổi, có người họ có thể về cả tuần, cũng có thể là họ về đây sống cả đời. Thì cái việc đấy là cái việc mà một cái mô hình, nó gọi là mô hình, nó gọi là gần như là nó không có môn phái, không có một cái gì đó thiên một cái gì cả, mà vâng, nói chung là mọi người đang sống như nào thì về đây sống như vậy. Vâng. Chỉ có cái là mình tạo ra một điều kiện về về mặt không gian, nó giống như resort ấy. Ừ. Nhưng mà resort thì nó thu rất đắt, mà resort không có miễn phí. Bây giờ mà xây resort mà miễn phí đâu ai chịu được. Nhưng đây là mình phải hiểu rằng có những khu mình phải miễn phí cho người ta. Ngôi làng được là xây dựng dựa trên một ý tưởng với một mô hình rất là thú vị, đúng hay rồi. Và được quan trọng là được xây dựng dựa trên tinh thần Phật pháp ạ. Đúng rồi. Thì Linh thấy rằng ở đó mọi người sống cùng nhau, cùng nhau tốt hơn, đúng cùng rồi, nhau vui vẻ và hạnh phúc. Đúng rồi. Và qua cuộc trò chuyện cùng của với anh Tuấn Hà, thì Linh nghiệm ra một điều nữa, đó là tôi nhìn rất là nhiều người. À, trong đó có nhiều người trẻ đi, bởi vì các bạn trẻ là những các bạn bắt đầu khởi nghiệp này, các bạn mong muốn thành công cho cuộc sống này, định vị cuộc sống trong của mình này. Thì mọi người có một câu hỏi là tại sao làm mãi mà vẫn thấy chán nản, làm mãi mà vẫn chưa tìm được cái công việc mà mang lại cho mình sự yêu thích. Thì qua cuộc trò chuyện với anh Tuấn Hà ngày hôm nay thì Linh tìm ra đáp án. À, có lẽ là các bạn ấy chưa tập trung, có thể các bạn ấy đặt quá nhiều vào mục tiêu tiền bạc chẳng hạn, hay là các bạn ấy làm vì sở thích chẳng hạn, cả thèm chóng chán mà. Nhưng mà nếu như chúng ta làm bất kỳ việc gì bằng đam mê, bằng tâm huyết, sự tập trung hết mình, và quan trọng hơn hết là có trách nhiệm không chỉ cho bản thân mà cho cộng đồng và xã hội, thì khi đó cái việc mà chúng ta thành công với bất kỳ điều gì chúng ta làm thì nó có thể trong tầm tay, đúng không ạ? Đúng rồi. Tại vì thành công ấy nó không có thước đo, mà nó là cái cảm giác trong cơ thể của chính từng người. Cho nên là chúng ta có thể đạt nó dễ dàng bằng cách chúng ta quan sát nó, chúng ta sẽ có ngay nó. Còn nếu mà chúng ta đi đuổi nó mà chúng ta không quan sát nó, mà chúng ta cứ tìm ở ngoài, chúng ta nghĩ rằng thành công nó nằm ở cái công việc ở đây, thành công nó nằm ở cái chỗ đống tiền ở đây, chúng ta đi chúng ta bới đống tiền, chúng ta cầm về chúng ta kiếm được nó, nhưng ta không thấy đâu cả, mà trong nó nằm trong người mình mà. Vâng. Mình chỉ nằm nhắm mắt thôi, còn không thấy nó nằm trong này. Như vậy là rõ ràng thành công nó rất là dễ. Vâng. Rất thú vị ạ. Cảm ơn anh Tuấn Hà, một doanh nhân rất là thành công trong công việc, trong cuộc sống của mình, đã cho chúng tôi một cuộc trò chuyện thật là ý nghĩa. Để sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay về tinh thần Phật pháp, Thùy Linh và quý vị khán giả cũng đã tìm thấy cho mình những cái cách để mà mình có thể thành công, hạnh phúc cho cuộc sống. Bởi vì mỗi người sẽ có những cái sự phù hợp, những cái câu chuyện khác nhau. Quan trọng hơn hết là chúng ta tìm cái cách phù hợp. Một lần nữa chúc cho anh thật là nhiều sức khỏe, tiếp tục thành công và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn anh, cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng Bước Ngoặt Cuộc Đời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.